Xin chào mọi người, nay em lại mới về con máy liên hợp của Nishino có thương hiệu là MK180. Và sau đây em sẽ giới thiệu một số chi tiết về máy cho các bác xem. Con máy này thì sẽ được thiết kế 3 motor. Một motor này, con này là motor 2.2 kg. Và trong đây một motor để chạy riêng cho con 5 này. Chạy riêng cho con 5 ở đây là 2. Và đây một motor nữa. Motor này motor 3.7 kg chạy cho con cuốn và con thẩm này. Đấy, làm 3 motor các bác nhá. Sau đây em sẽ đo chiều rộng của mặt bàn này. Đấy, chiều rộng của mặt bàn thẩm là 343. Và chiều dài của bàn thẩm là 1m66. Và dao con này là dao 30 các bác nhá, ăn đủ luôn này. Đấy. 30 nệ 5 nệ 6 đấy. Còn chiều rộng mặt cuốn mặt bàn rộng là 50 này. Và lòng trong là được 46 này. Đây là 46 này. Đấy. Thiết kế 3 dao các bác nhá. Dao còn như mới luôn nhá. Đây này. 3 dao 5 ly. 3 dao 5 ly. Dao này còn 3 phân nhá. 3 phân dao, rất là mới. Đấy, ok. Sau em sẽ bật video test cho bác xem. À, quên. Con này sâu nhất là được 26 cm. Đấy, 26 cm. Bây giờ em thử test cái cơ gỗ này cho các bác xem. Rồi, ok, bật máy. Đây, bật máy này. Đây là bật máy cuốn này. Đấy, máy cuốn chạy. Con này 2 tốc độ các bác nhé. Mở khóa ra. Gạt này là 2 tốc độ, chạy nhanh này. Đấy. Gạt xuống là chạy chậm này. Con này nó phải vào khớp mới được các bác nhé. Cẩn thận nó lơ lửng này, nó không vào khớp, chỗ này là một khớp. Đấy, xong thì bàn này. Đấy, rồi 1 tốc độ. Chạy thử này. Rất là ngon luôn này. Rất là mịn luôn nhé. Bên này. Để tốc độ nhanh. Tốc độ nhanh này. Tốc độ nhanh rất mịn luôn nhá. Đấy. Mịn màng luôn. Ok. Rồi sẽ thẩm cho bác xem. Các bác nhìn cái phôi vào này. Đẹp không? Đó, ok. Tắp bên cuốn bên thẩm tắp bỏ này. Đó. Rồi sang bên cưa. Mình sẽ chạy sang bên cưa này. Bật máy cưa này. Đó. Chạy rất là tít luôn nhá. Bật lại. Đó. Ok chưa? Đã xong. Bác nào cần liên hệ em 0973 766 225 ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Chào mọi người nhé.